Cuộc chiến giữa hai ông lớn Mỹ Trung tiếp tục nảy lửa khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có chuyến công du tới Đông Nam Á. Trong hai ngày liên tiếp, bà Harris đều chỉ trích Bắc Kinh bắt nạt các nước láng giềng. Đáp trả lại, Bắc Kinh đã cáo buộc bà Harris ép buộc các nước trong khu vực tham gia cùng Washington trong âm mưu kiềm chế Trung Quốc. Cho đến nay, thì nguồn gốc của virus corona gây ra đại dịch Covid-19 vẫn khiến cho cả thế giới khoa học và tình báo phải đau đầu. Sau 90 ngày điều tra theo lệnh của Tổng thống Joe Biden, thì tình báo Mỹ vẫn chưa thể kết luận về nguồn gốc của đại dịch và cần thêm thời gian. Mặc dù chưa có câu trả lời cuối cùng, nhưng trong cuộc truy tìm nguồn gốc của SARS-CoV-2, thì thành phố Vũ Hán của Trung Quốc là nơi bị điểm mặt chỉ tên nhiều nhất. Mới đây, thì một kênh truyền hình của Anh đã phát sóng một bộ phim tài liệu về nguồn gốc Covid-19, khiến cho Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ. Trong khi đó, tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình mới đây đã đề xuất chính sách thịnh vượng chung, nhấn mạnh việc thiết lập hệ thống ba phân phối. Tuy nhiên, thì nhiều nhà quan sát cho rằng, cái gọi là chính sách ba phân phối của Đảng Cộng sản Trung Quốc là hành động cướp của người giàu và chia cho người nghèo. Các công ty tư nhân sẽ phải đối mặt với hình thức là tống tiền từ thiện. Một số tin tức nổi bật khác Việt Nam tiếp nhận 300.000 liều vaccine Romania tặng Nổ mỏ than tại Colombia khiến cho ít nhất 8 người tử vong. Hoa Kỳ ủng hộ viện trợ cho Triều Tiên bất kể tiến độ phi hạt nhân hóa. Hoa Kỳ đã cấp phép cho Huawei mua chiếc ô tô. cái chào khán giả đang theo dõi một tin thế giới tối vào ngày 25 tháng 8 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Việt Nam tiếp nhận 300.000 liều vaccine Romania tặng Thưa quý vị, vào sáng hôm nay thì đã diễn ra lễ tiếp nhận 300.000 liều vaccine AstraZeneca do Romania đã viện trợ cho Việt Nam. Tham dự buổi lễ tiếp nhận có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Về phía Romania có bà Cristina Romila, đại sứ quán Romania tại Việt Nam. Nhân dịp này, thì Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã bày tỏ cảm ơn cá nhân bà đại sứ Christina đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc vận động chính phủ Romania đã tặng Việt Nam vaccine COVID-19. Đồng thời, theo ông Dũng đã đề nghị phía Romania xem xét khả năng nhượng lại vaccine dư cho Việt Nam với số lượng là nhiều nhất có thể. Bà Christina đã khẳng định, việc chính phủ Romania đã quyết định tặng vaccine cho Việt Nam dựa trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong hơn 7 thập niên qua. Đại sứ cho biết, sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Romania Klau Iohannis vào ngày 14 tháng 7, phía Romania đã quyết định tăng số lượng vaccine viện trợ cho Việt Nam lên tới là 300.000 liều, gấp 3 lần so với dự kiến ban đầu. Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên mà Romania đã viện trợ vaccine. Nổ mô than tại Colombia khiến cho ít nhất 8 người tử vong Thưa quý vị, và hôm qua ngày 24 tháng 8, nhà chức trách Colombia đã thông báo có ít nhất là 8 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ ở mỏ than Carbonera tại thị trấn Tobaga, thuộc tỉnh miền trung Boyaca của Colombia. Ngoài ra thì vẫn còn 10 công nhân khác vẫn đang bị mắc kẹt trong hầm. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ Latin, cơ quan khai thác mỏ than quốc gia ANM cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn tại mỏ than này được cho là do nổ khí mê và bụi than. Sau khi xảy ra sự cố thì đơn vị quản lý rủi ro thiên tai Colombia đã lập tức tới hiện trường và đã đưa được thi thể của bốn thợ mỏ tử vong đầu tiên ra khỏi hầm. Các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm để đưa bốn thi thể khác ra khỏi khu mỏ sập. Trong khi đó các chuyên gia cứu hộ đã sử dụng camera để xác định vị trí của 10 công nhân vẫn sống sót và đang bị mắc kẹt trong mỏ. Lực lượng cứu hộ cho biết đã lắp đặt hệ thống thông gió để cải thiện điều kiện không khí và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn với sự hỗ trợ của thiết bị hô hấp và thiết bị cung cấp oxy. Colombia có nhiều mỏ ngầm khai thác vàng và than, nhiều trong số đó là bất hợp pháp và thường đã xảy ra tai nạn do không áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn. Vào tháng 3 năm ngoái, có 11 thợ mỏ cũng đã tử vong trong một vụ sập hầm khai thác vàng bất hợp pháp ở bang Conduct. Hoa Kỳ ủng hộ viện trợ Triều Tiên bất kể tiến độ phi hạt nhân hóa Thưa quý vị, VOA News đưa tin vào hôm qua, ngày 24 tháng 8, đặc phát viên Hoa Kỳ tại Bình Dưỡng cho biết, Hoa Kỳ đóng ủng hộ viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên bất kể là tiến độ phi hạt nhân hóa của nước này. Bình luận của đặc phái viên Hoa Kỳ Sung Kim đã được đưa ra vào cuối chuyến thăm 4 ngày của ông tới Seoul. Trong chuyến thăm, thì ông đã nhắc lại việc sẵn sàng gặp gỡ các nhà lãnh đạo Triều Tiên mọi lúc mọi nơi. Trong một bài viết trên tờ Han của Hàn Quốc, ông Kim cũng đã cho biết Hoa Kỳ ủng hộ các dự án hợp tác nhân đạo giữa Triều Tiên và Hàn Quốc và sẵn sàng khám phá các sáng kiến xây dựng lòng tin có ý nghĩa. Ông Kim đã viết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ việc cung cấp viện trợ nhân đạo phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về tiếp cận và giám sát cho những người Triều Tiên dễ bị tổn thương nhất, bất kể là tiến độ phi hạt nhân hóa của đất nước này như thế nào. Ông Kim cũng đã không nói rõ về những loại viện trợ nhân đạo nào đang được xem xét nhưng người đồng cấp Hàn Quốc, ông Noh kyu Yu đã tiết lộ rằng hai ông đã thảo luận về các sáng kiến liên quan đến chăm sóc y tế, các biện pháp kiểm dịch, nước sạch và vệ sinh. Hàn Quốc đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 và các viện trợ khác cho Triều Tiên. Nhưng Bình Dưỡng đã phớt lờ hoặc là từ chối những lời đề nghị như vậy. Bình Dưỡng cho biết họ chưa có ca nhiễm COVID-19 nào. Trong tuần này, thì Triều Tiên đã thông báo họ đã phát triển thiết bị PCR của riêng họ để xét nghiệm COVID-19. Tình báo Mỹ không thể kết luận nguồn gốc COVID-19 sau 90 ngày điều tra. Thưa quý vị, Washington Post đã dẫn lời của hai quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden vào ngày 24 tháng 8 đã nhận được một báo cáo mật từ cộng đồng tình báo Mỹ. Tuy nhiên, thì báo cáo này không đưa ra kết luận về nguồn gốc của SARS-CoV-2. Thay đó, cộng đồng tình báo Mỹ đã không thể khẳng định liệu virus này đã lây lan từ động vật sang người như là một phần của quá trình tự nhiên hay là bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Các quan chức Mỹ đã cho biết cộng đồng tình báo sẽ tìm cách giải mật các yếu tố của báo cáo trong vòng vài ngày để có thể công bố rộng rãi. Giới quan chức tình báo Mỹ đã không thể đi đến kết luận về nguồn gốc của virus, mặc dù đã phân tích hàng loạt thông tin tình báo hiện có, cũng như là tìm kiếm manh mối mới. Trước đó, Tổng thống Joe Biden vào ngày 26 tháng 5 đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Mỹ điều tra thêm về nguồn gốc virus gây đại dịch COVID-19. Ông Biden đã yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ tăng gấp đôi nỗ lực để điều tra nguồn gốc COVID-19 và báo cáo chính phủ trong vòng 90 ngày. Thời hạn 90 ngày theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden đã kết thúc vào ngày 24 tháng 8. Tuy nhiên, thiệp tòa Bạch Ốc cho biết, việc công bố báo cáo sẽ mất thêm vài ngày để giải tài liệu mật. Giới khoa học và các nhà chính sách Mỹ vào hồi tháng 5 đã bất ngờ lật lại những tranh luận về nguồn gốc của COVID-19. Trong đó có giả thuyết là SARS-CoV-2 đã bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Thời báo Phố Wall đã dẫn một báo cáo của tình báo Mỹ nói rằng một số nhà nghiên cứu của Viện Virus Học Vũ Hán đã phải nhập viện vào tháng 11 năm 2019. Không lâu trước khi Trung Quốc công bố các ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Vũ Hán, vào đầu tháng này, thì báo cáo của một nhóm dân biểu Cộng hòa Mỹ đã kết luận rằng có nhiều bằng chứng cho thấy là virus đã gây ra đại dịch COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Vào đầu năm nay, Trung Quốc đã cho phép các chuyên gia quốc tế do WHO để dẫn đầu đến Vũ Hán để điều tra nguồn gốc COVID-19. Tuy nhiên, thì các chuyên gia của WHO đã phàn nàn rằng họ không được tiếp cận đầy đủ các dữ liệu thô để phục vụ cuộc điều tra. Bản báo cáo điều tra của WHO cũng đã vấp phải những phản ứng trái chiều. Nhiều nước đã đề nghị mở rộng điều tra thêm về nguồn gốc đại dịch, trong đó có giả thuyết virus đã thoát ra từ phòng thí nghiệm. Nhóm chuyên gia WHO đã cho rằng giả thuyết này là rất khó xảy ra. Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng SARS-CoV-2 đã thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đồng thời chỉ mũi sang quốc gia khác và nói rằng virus có thể là bắt nguồn từ một nơi nào khác không phải là Trung Quốc. Phim tài liệu về COVID-19 của Anh đã khiến cho đại sứ Trung Quốc tức giận. Thưa quý vị, hiện nay còn nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc của virus corona gây ra đại dịch toàn cầu COVID-19, khiến cho gần 4,5 triệu người tử vong trong khi đó, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích giả thuyết virus đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm vô hán là thuyết âm mưu. Gần đây, thì kênh truyền hình Channel 4 của Anh đã phát sóng một bộ phim tài liệu có tên là Có phải virus đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc? Bộ phim đã gây lại cảnh một nhóm các nhà khoa học để điều tra về nguồn gốc của COVID-19. Họ đã sử dụng cơ sở dữ liệu di truyền công cộng và các tài liệu trên mạng để truy tìm nguồn gốc của virus tiết lộ các thông tin mà phòng thí nghiệm Vũ Hán đã không công khai. Các nhà khoa học được phỏng vấn trong phim tài liệu phát hiện rằng nhóm nhà khoa học ở Vũ Hán đã nghiên cứu một loại virus từ năm 2013. Loại virus này có mức độ tương đồng lớn với virus SARS-CoV-2. Nó từng được tìm thấy tại một mỏ đồng ở Vân Nam đã gây ra căn bệnh viêm phổi không điển hình khiến cho ba người chết vào năm 2012. Các nhà khoa học đã cho rằng loại virus này có thể là đã được biến đổi gen từ trong phòng thí nghiệm và lây cho nhân viên phòng thí nghiệm Bộ phim tài liệu cũng đã chỉ trích nghiên cứu tan chức năng GOF của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những năm gần đây, chẳng hạn như là biến đổi gen của vi khuẩn đã khiến cho chúng trở nên độc hại hoặc là dễ lây nhiễm hơn. Ông Nikolai Petrovsky, giám đốc khoa nội tiết tại Đại học Linder ở Úc, đã mô tả nghiên cứu tan chức năng GOF là nơi tạo ra những con quái vật khiến cho bạn sợ hãi ông Peter Sky và nhóm nghiên cứu đã sử dụng các mô hình máy tính để xác định loài mà virus SARS-CoV-2 có gắn kết chặt chẽ nhất và họ phát hiện ra rằng đó là con người. Ông tin rằng SARS-CoV-2 có thể là đã được phát triển trong tế bào người, nuôi cấy trong phòng thí nghiệm hoặc là chuột nhân bản trước khi nó thoát ra ngoài, và đã trải qua nhiều lần tiến hóa để lây nhiễm sang người. Giáo sư nói, bạn đã có virus hoàn hảo lây nhiễm cho con người khi mới có ca nhiễm đầu tiên, Điều đó giải thích cho sự lây truyền nhanh chóng của virus này, vì virus không cần thích nghi và đơn giản là điều đó không bình thường đối với bất kỳ loại virus đại dịch nào mà chúng ta đã từng thấy trước đây. Sau khi bộ phim tài liệu được phát sóng, thì Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã ra thông báo chỉ trích cáo buộc đài truyền hình Anh đã xuyên tạc sự thật về yêu cầu cải chính. Phòng thí nghiệm F4 Vũ Hán luôn được coi là một trong những nguồn phát tán virus SARS-CoV-2. Hiện cơ quan tình báo Mỹ đang xem xét một kho dữ liệu chứa lượng lớn các dữ liệu về gen. Đây có thể là chìa khóa vén mở nguồn gốc đại dịch COVID-19. Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục cáo buộc Bắc Kinh bắt nạt các nước Đông Nam Á. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào hôm qua một lần nữa đã cáo buộc chính quyền Trung Quốc đã bắt nạt các nước láng giềng Đông Nam Á lần thứ hai trong hai ngày. Bà đã gây sức ép lên Bắc Kinh trong chuyến thăm Singapore và Việt Nam phát biểu tại hà nội vào hôm thứ tư bà harris đã nói rằng cần phải gia tăng áp lực đối với bắc kinh về các tuyên bố chủ quyền trên biển đông bà harris đã nói với chủ tịch nguyễn xuân phúc rằng chúng ta cần phải tìm cách gây áp lực gia tăng sức ép buộc bắc kinh phải tuân thủ công ước liên hiệp quốc về luật biển và thách thức các hành vi bất nạt về yêu sách hàng hải quá mức của họ Trung Quốc đã thiết lập các tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo ở biển Đông và phản đối tàu chiến nước ngoài đi qua khu vực mà nước này đã đơn phương tuyên bố là vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Hải quân Mỹ đã thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải qua các vùng biển tranh chấp bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Trong chuyến thăm Hà Nội, Phó tổng thống Harris đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và đã đề nghị hỗ trợ trong một số lĩnh vực chính, trong đó có tăng cường an ninh hàng hải và nhiều chuyến thăm của tàu hải quân Hoa Kỳ tới Việt Nam. Cũng trong hôm thứ Tư, thì truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cáo buộc bà Harris đang tìm cách chia sẻ mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, khi phát biểu tại Singapore rằng Bắc Kinh đang tiếp tục các hành vi cưỡng ép và đe dọa tại Biển Đông. Chính quyền Mỹ đã gọi sự cạnh tranh với Trung Quốc là thử thách địa chính trị lớn nhất thế kỷ và Đông Nam Á, đã chứng kiến một loạt các chuyến thăm cấp cao của quan chức chính quyền hàng đầu, trong đó có chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến thăm Hà Nội vào cuối tháng 7. Mỹ cấp phép cho Huawei mua chip ô tô. Thưa quý vị, chính quyền Mỹ đã phê duyệt cái đề xuất mua chip ô tô trị giá hàng triệu đô la Mỹ cho nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc, vốn đang nằm trong danh sách đen của Washington. Theo anh tin Reuters, thời gian qua, thì do tác động từ chính sách trừng phạt từ thời của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới Huawei của Trung Quốc đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn cung chip, cũng như là linh kiện điện tử phục vụ sản xuất thiết bị mạng và smartphone. Tới giai đoạn cầm quyền của ông Joe Biden, thì Washington vẫn tiếp tục siết chặt hơn các chính sách kiểm soát nghiêm ngặt về xuất khẩu hàng hóa công nghệ với Huawei. Tới nay, thì Mỹ vẫn không cấp phép cho các hợp đồng bán các loại chip để dùng trong các thiết bị 5G cho Huawei. Dù vậy, theo nguồn tin của Reuters, trong những tuần và tháng gần đây, thì Washington đã cấp phép cho các nhà cung cấp được phép bán cho Huawei các chip dùng cho xe hơi. Huawei đã chuyển hướng kinh doanh của họ sang các mặt hàng ít bị ảnh hưởng hơn vì lệnh cấm thương mại của Mỹ. Các chip dành cho xe hơi thì nhìn chung không được coi là quá tinh vi và phức tạp như là các chip dùng cho thiết bị 5G. Khi được hỏi về việc cấp phép bán cho Huawei các chip dành cho xe hơi, thì một người phát ngôn của Bộ Thương mại Mỹ đã nói rằng chính phủ của Tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục áp dụng các chính sách về cấp phép để hạn chế việc tiếp cận của Huawei với các hàng hóa, phần mềm hay là công nghệ dành cho các hoạt động có thể là gây hại cho an ninh quốc gia của Mỹ, cũng như là các lợi ích khác của chính sách đối ngoại. Nhà phân tích, Chính sách ba phân phối của ông Tập đã khiến cho doanh nghiệp tư nhân sợ hãi. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã nhấn mạnh kế hoạch về chính sách thịnh vượng chung, đặc biệt là đề cập đến việc thiết lập hệ thống ba phân phối. Cái gọi là ba phân phối đã xuất phát từ khái niệm do nhà kinh tế Trung Quốc Lệ Dĩ Ninh đã đưa ra. Phân phối thứ nhất là dựa trên thị trường với nguyên tắc phân phối hiệu quả, Phân phối thứ hai là chính phủ nhấn mạnh nguyên tắc công bằng, thông qua thuế và các khoản chi do an sinh xã hội để phân phối lại cho hợp lý. Phân phối thứ ba là phân phối dựa trên đạo đức, thông qua quyên góp tự nguyện. Ông Tập gần đây đã đề xuất kế hoạch thành vượng chung, yêu cầu xây dựng phân phối ba lần cân đối đồng bộ, tăng thuế, tăng an sinh xã hội, thanh toán chuyển nhượng. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng, cái gọi là chính sách ba phân phối của Đảng Cộng sản Trung Quốc là hành động cướp của người giàu và chia cho người nghèo bài báo của đài tiếng nói hoa kỳ đã dẫn lời của các chuyên gia phân tích rằng phân phối lần ba ban đầu nghĩa là các cá nhân hoặc là công ty tự nguyện quyên góp một phần thu nhập của họ cho hoạt động từ thiện nhưng cách làm hiện tại của đảng cộng sản trung quốc chắc chắn là sẽ biến các khoản góp đóng tự nguyện thành việc tống tiền bắt buộc các công ty tư nhân sẽ phải đối mặt với hình thức tống tiền từ thiện cưỡng bức đóng góp làm giảm sự nhiệt tình của các doanh nghiệp Hồ Bình, tổng biên tập danh dự của tờ Mùa Xuân Bắc Kinh đã đề cập rằng đảng Cộng sản Trung Quốc rất cần tiền để trợ cấp cho người nghèo, nhưng chính phủ không sẵn sàng rút tiền từ ngân sách nhà nước mà nhắm vào kinh tế tư nhân, buộc các doanh nghiệp tư nhân phải đóng nhiều hơn dưới danh nghĩa là tự nguyện. Đây là cách làm ngắn hạn, có lợi cho một số người nghèo, nhưng làm giảm tích cực của các doanh nghiệp tư nhân, về lâu dài thì bất lợi. Ông Hồ Bình đã nói, có một câu chuyện đùa rằng, Bí quyết gây quỷ, thứ nhất là nở nụ cười tươi và thứ hai là đừng ôm theo súng. Vì vậy trong lịch sử Trung Quốc mới xảy ra tình trạng như vậy, có gọi là siêu cao thuế nặng. Siêu cao thuế nặng là gì? Đây là những loại thuế mà được quy định trong văn bản. Ngoài ra thì đảng Cộng sản Trung Quốc còn khéo léo đặt tên để tìm ra nhiều loại thuế mới. Tác động tiêu cực đến nền kinh tế Trương Hân là giáo sư kinh tế danh dự tại đại học Toledo đã tin rằng các kế hoạch kinh tế ưu đãi với các doanh nghiệp nhà nước và phân biệt đối xử với doanh nghiệp tư nhân chắc chắn là sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Trương Hân đã tin rằng nền kinh tế quốc hữu hóa là một thể chế thất bại. Vì giáo sư này đã nói rằng chúng ta nhớ rằng vào thời của Mao thì dân chúng làm thang, cư dân thành thị phụ thuộc vào tem phiếu thực phẩm, thắt lưng buộc bụng sống qua ngày nông thôn 3 năm thì hai đầu mất mùa đói kém, nền kinh tế suy sụp. Đó là thời kỳ bình quân tuyệt đối, các doanh nghiệp nhà nước bây giờ vẫn như vậy, về cơ bản là thua đổ. Theo một nghiên cứu, thì nếu các doanh nghiệp nhà nước bỏ hết bao cấp và vay nợ ngân hàng, thì tổng thiệt hại thậm chí là còn tồi tệ hơn. Kính thưa quý vị, một tin thế giới tối của DKN TV của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.